trung tâm y tế quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh vừa ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên là nam, 22 tuổi, tạm trú tại phường 2, quận Tân Bình. Đơn vị đã báo cáo ca bệnh này đến Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, chiều 2 tháng 10, nam bệnh nhân đã đến khám tại Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh với các dấu hiệu nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus đậu mùa khỉ. Hiện bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện Nhiệt đới, sức khỏe ổn định. Sau khi nhận định được thông tin ca bệnh, Trung tâm Y tế quận Tân Bình đã điều tra dịch tễ, lập danh sách người tiếp xúc gần với bệnh nhân trong vòng 21 ngày trước khi khởi bệnh. Đồng thời hướng dẫn chủ động thông báo cho những người đã tiếp xúc gần tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 21 ngày, cảnh báo khi có triệu chứng nghi ngờ báo cáo ngay cho trạm y tế phường tại nơi cư trú và đến cơ sở y tế để được khám và tư vấn.